thơm đậm đà sắc hương. Có những bài ca nghe rao rực lòng người, bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân gian. Tâm hồn em tươi mát xanh như bóng lá vàng. Trong 45 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với trường Đại học Luật Hà Nội, viên chức giảng viên khoa Pháp luật Kinh tế đã đồng lòng vượt qua muôn vàn thách thức, cùng tạo dựng những thành tựu đáng trân trọng trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đào tạo ra nhiều thế hệ nhân tài cho đất nước. Lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhiều thế hệ thầy và trò khoa Pháp luật Kinh tế nói riêng, trường Đại học Luật Hà Nội nói chung đã chung tay xây dựng, kiến tạo một ngôi trường có bề dày truyền thống, một khoa giảng dạy với biết bao vinh quang và tự hào. Ngược bánh xe thời gian, vào thời điểm 45 năm trước, khoa Pháp luật Kinh tế là một trong bốn khoa hành chính nhà nước, khoa tư pháp, khoa Pháp luật Kinh tế, khoa Luật quốc tế, được thành lập từ những ngày thành lập trường, ngày 10 tháng 11 năm 1979, theo quyết định số 405 CP của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Pháp lý tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây cũ, nay là trường Đại học Luật Hà Nội. Nhiệm vụ của khoa cũng gắn với nhiệm vụ của trường là đào tạo cán bộ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, cao học và tiến sĩ luật học, tổ chức nghiên cứu và ứng dụng khoa học pháp lý, tham gia vào các hoạt động xây dựng, giáo dục, phổ biến pháp luật. Do cái nhu cầu đào tạo cán bộ pháp lý cho đất nước thì chính phủ nâng cái khoa pháp lý của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội thành trường Đại học Pháp lý Hà Nội. Sau đó thì trường Đại học Pháp lý Hà Nội thì đổi tên thành trường Đại học Luật Hà Nội. Tôi cũng rất là vui mừng, phấn khởi về cái thành tích của khoa trong 45 năm qua trong cái công tác đào tạo nguồn cán bộ pháp lý chất lượng cao cho đất nước. Nói chung cũng như là cho trong lĩnh vực pháp luật kinh tế nói riêng. Trong những năm đầu khi mới thành lập, khoa cũng như trường gặp rất nhiều khó khăn. Thời điểm đó, khoa Pháp luật Kinh tế thực hiện việc giảng dạy 4 môn học: Luật Kinh tế, Luật Đất đai, Luật Lao động và Luật Hợp tác xã thuộc chuyên ngành Luật Kinh tế lúc bấy giờ. Trong 45 năm qua, để phù hợp với giảng dạy các môn học trong các chương trình giảng dạy của nhà trường, các bộ môn thuộc khoa ngày càng được củng cố và hoàn thiện thông qua các giải pháp thành lập mới, sáp nhập, giải thể, chia tách, v.v. Thầy kể về vầng trăng trong ca dao thuở nào, thầy kể về cơn mưa trên đồng ruộng bao la, vầng trăng vàng lục bát ai mang sẽ. Khi tôi trở thành sinh viên năm thứ nhất của trường đại học thì lúc đó Đại học Luật mới vừa kỷ niệm 10 năm thành lập trường, và thời gian thấm thoát rất là nhanh. Bây giờ trường đã kỷ niệm 45 năm thành lập trường, cũng là 45 năm thành lập khoa Pháp luật Kinh tế. Các thầy cô giáo đã luôn luôn là đoàn kết, luôn luôn là gắn bó với nhau. Có thể nói là cái sự đoàn kết đó cùng với lại phát triển về chuyên môn. 45 năm qua, Ban chủ nhiệm khoa đã thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ và năng lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nếu như trong năm đầu tiên tổng số giảng viên của khoa chỉ có 12 người, thì đến nay tổng số giảng viên của khoa đã có 75 giảng viên, gồm 1 nhà giáo ưu tú, 7 phó giáo sư, 9 giảng viên cao cấp, 25 tiến sĩ, 37 thạc sĩ. Với đội ngũ cán bộ giảng viên như vậy, khoa Pháp luật Kinh tế là khoa lớn nhất của trường Đại học Luật Hà Nội.
được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, sự hợp tác giúp đỡ của các cơ quan ban ngành ở trung ương và địa phương, các cơ sở đào tạo nghiên cứu, các nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, các luật gia và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Với sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, giáo viên và sinh viên, khoa Pháp luật Kinh tế đã có những bước phát triển cơ bản, toàn diện, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần xứng đáng vào việc xây dựng đội ngũ luật gia có trình độ cao, xây dựng hệ thống khoa học pháp lý Việt Nam và tham gia tích cực vào việc giải quyết những vấn đề mà thực tiễn pháp lý đang đặt ra. Với xu thế chuyển đổi số cũng như là nhu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay thì bộ môn pháp luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như khoa pháp luật kinh tế và trường Đại học Luật Hà Nội đã luôn cố gắng trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy cũng như là nội dung giảng dạy để có thể đáp ứng được tốt hơn nhu cầu của xã hội. Hiện nay khoa pháp luật kinh tế bao gồm ban chủ nhiệm khoa, bộ phận trợ lý, 7 bộ môn chuyên môn gồm bộ môn luật thương mại, bộ môn luật lao động, bộ môn luật tài chính ngân hàng, bộ môn luật đất đai, bộ môn luật môi trường, bộ môn luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bộ môn kinh tế học. Vừa rồi chúng tôi cũng đã xây dựng và cũng được nhà trường duyệt chuyên ngành luật tài chính ngân hàng, được coi là một chuyên ngành chuyên sâu trong mã ngành luật kinh tế, và cũng rất là mong đây là một cái bước tạo đà để cùng với mã ngành luật kinh doanh bất động sản là tạo ra một cái bước phát triển mới cho khoa pháp luật kinh tế trong giai đoạn tương lai tới đây. Đội ngũ cán bộ giảng viên của khoa đảm nhiệm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học về các chuyên ngành thuộc lĩnh vực pháp luật kinh tế cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh ở các hệ đào tạo của trường Đại học Luật Hà Nội. Bên cạnh giữ vai trò chủ chốt trong giảng dạy các môn học về pháp luật kinh tế cho sinh viên thuộc mã ngành luật kinh tế chất lượng cao, đội ngũ giảng viên của khoa còn đảm nhiệm việc giảng dạy các môn học về pháp luật kinh tế cho sinh viên các chuyên ngành luật học, luật chất lượng cao, luật thương mại quốc tế, ngôn ngữ Anh. Chuyên ngành đào tạo sau đại học và đào tạo tiến sĩ về pháp luật kinh tế luôn thu hút sự đông đảo học viên và trở thành chuyên ngành có số lượng học viên nghiên cứu sinh đông nhất trong trường Đại học Luật Hà Nội. Chất lượng đào tạo của các môn học thuộc khoa Pháp luật Kinh tế đều được người học, các đơn vị sử dụng lao động và xã hội đánh giá cao trong suốt 45 năm qua. Đội ngũ sinh viên ra trường hiện đang công tác ở nhiều lĩnh vực đã đóng góp một nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực luật kinh tế quan trọng của xã hội. Trường luật nói chung và khoa pháp luật kinh tế nói riêng thì có cái vai trò đặc biệt quan trọng. Có những cái chuyên ngành đào tạo nó gắn liền với cái sự phát triển kinh tế nói chung, ổn định kinh tế vĩ mô nói riêng, cũng như là ổn định cái trật tự an toàn xã hội. Việc đưa các môn học kỹ năng vào trong chương trình giảng dạy cùng với sự tham gia giảng dạy của các luật sư, các cộng tác viên, thậm chí là các thẩm phán cũng tham gia với chúng tôi, thì các cái kỹ năng, kiến thức thực tiễn của sinh viên ngày càng được nâng cao, và điều này giúp các em là sau khi ra trường có thể có bắt nhịp nhanh nhất với công việc và đòi hỏi của thực tiễn. Sự nỗ lực trong công tác giảng dạy càng được ban chủ nhiệm khoa coi trọng, nhất là những giải pháp gắn với thực tiễn phát triển của đất nước, đào tạo thế hệ sinh viên vừa hồng vừa chuyên. Ngoài ra, khoa giữ vai trò chủ trì và phối hợp với các đơn vị khác xây dựng và triển khai 4 chương trình đào tạo sau đại học là chương trình đào tạo thạc sĩ ngành luật kinh tế định hướng ứng dụng, chương trình đào tạo thạc sĩ ngành luật kinh tế định hướng nghiên cứu, chương trình đào tạo thạc sĩ ngành luật kinh tế chuyên ngành chính sách và pháp luật về biến đổi khí hậu theo định hướng nghiên cứu, và chương trình đào tạo tiến sĩ ngành luật kinh tế. Mặc dù chúng tôi cũng đã đạt được rất nhiều các cái thành tựu, và những thành tựu đóng góp này thì được xã hội ghi nhận. Tuy nhiên thì chúng tôi coi rằng việc đổi mới, việc tự hoàn thiện mình luôn là một yêu cầu đặt ra đối với cả thầy và trò. Và vì điều này thì thầy và trò chúng tôi luôn phải nỗ lực ở mọi phương diện, kể cả nâng cao trình độ ngoại ngữ, kể cả nâng cao khả năng nghiên cứu hay là các cái kỹ năng khác. Bên cạnh công tác giảng dạy, đội ngũ giảng viên của khoa Pháp luật Kinh tế còn tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm đề tài, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp trường. Biên soạn sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình, tài liệu giảng dạy,
hướng dẫn học tập và đặc biệt có rất nhiều công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế. Các sản phẩm khoa học của giảng viên của khoa được các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội đánh giá cao, góp phần phát triển nền tảng khoa học luật kinh tế nói riêng, khoa học pháp lý nói chung. Nhiều nhà khoa học của khoa làm chủ nhiệm thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu cấp bộ, cấp tỉnh, đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề cấp thiết về pháp luật và những lĩnh vực có liên quan, đề xuất nhiều giải pháp có giá trị và tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Khoa Pháp luật Kinh tế còn quan tâm tới hoạt động định hướng và ươm mầm tài năng cho các thế hệ sinh viên thông qua việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Dưới sự hướng dẫn của các giảng viên nhiệt huyết, sinh viên của khoa luôn dẫn đầu về các thành tích, các bảng xếp hạng của các hoạt động nghiên cứu khoa học, các cuộc thi tranh biện, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật kinh tế do nhà trường, các cơ sở giáo dục đào tạo và một số bộ ngành tổ chức. Trong giai đoạn 2019-2024, khoa đã tham gia một đề tài cấp nhà nước, chủ trì 3 đề tài cấp bộ và tương đương, chủ trì 24 đề tài cấp cơ sở, tổ chức 47 hội thảo các cấp, xuất bản 50 công trình công bố quốc tế trên các tạp chí sách uy tín trên thế giới, gần 200 bài viết trên các tạp chí uy tín trong nước và hơn 300 lượt bài tham gia hội thảo các cấp. Theo đó, khoa Pháp luật Kinh tế đã hướng dẫn 222 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên với nhiều vấn đề nóng bỏng mang tính thời sự. Trong đó có 14 đề tài đạt giải nhất, 24 đề tài đạt giải nhì, 31 đề tài đạt giải ba, 40 đề tài đạt giải khuyến khích. Chúng tôi cũng thực hiện rất nhiều những cái đề tài, những cái đề án của cấp nhà nước, cấp bộ, rồi ở cấp thành phố để mà giải quyết, đề xuất những cái giải pháp từ hoàn thiện thể chế chính sách cho đến những cái biện pháp để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong cái thực tiễn triển khai thi hành pháp luật trong lĩnh vực kinh tế. Điều rất hạnh phúc của chúng tôi là định hướng đúng đắn từ nghiên cứu khoa học mà Trường Đại học Luật Hà Nội đã xác định trong mục tiêu đào tạo, cùng với lại cái sự quan tâm chú trọng của khoa trong định hướng nghiên cứu khoa học và có sự kết nối, sự quan tâm của các cái cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương. Thời gian vừa qua thì hầu hết các cái lĩnh vực về pháp luật kinh tế mà khi cơ quan lập pháp có sự điều chỉnh sửa bổ sung thì rất nhiều các giảng viên của pháp luật kinh tế tham gia ở các mức độ khác nhau hoặc tham gia với tư cách là những người góp ý thông qua cuộc hội thảo cho các cái cơ quan có thẩm quyền của nhà nước, đặc biệt là các cơ quan lập pháp. Nguyên là cựu sinh viên của trường Đại học Pháp lý trước đây, nay là trường Đại học Luật Hà Nội. Với sự nỗ lực của bản thân, sự dìu dắt của các thế hệ thầy cô đi trước cũng như đồng nghiệp, ban chủ nhiệm khoa Pháp luật Kinh tế luôn tự hào về bề dày truyền thống dạy và học của khoa. Với ban chủ nhiệm khoa hiện nay, những thử thách mà các thế hệ thầy và trò của khoa vượt qua sẽ luôn là động lực để mỗi thầy và trò hôm nay phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ của khoa cũng đã phát triển và có những cái đóng góp đáng kể, góp phần xây dựng các cái chính sách pháp luật về kinh tế của Đảng và Nhà nước, có những cái dấu ấn được ghi nhận trong việc góp ý các cái dự thảo, những cái đạo luật quan trọng trong lĩnh vực kinh tế của đất nước. Ngoài nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, khoa Pháp luật Kinh tế còn tham gia thẩm định hoặc tham gia góp ý kiến xây dựng các dự án luật do Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội yêu cầu, cũng như tham gia dự án của trường. Trong công tác xây dựng đảng cũng như công tác đoàn thể, khoa Pháp luật Kinh tế luôn là lá cờ đầu trong các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do nhà trường tổ chức. Trong 5 năm, từ năm 2019 đến năm 2023, chi bộ khoa Pháp luật Kinh tế luôn đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên đều phát huy tốt vai trò và hoạt động có hiệu quả. Trong công tác chính trị tư tưởng, tập thể cán bộ giảng viên của khoa đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giảng viên, thực hiện tốt hoạt động xã hội, từ thiện, chung tay vì cộng đồng.
Trường chúng ta đến thời điểm này là tròn 45 năm hình thành và phát triển. Và trong sự phát triển của nhà trường có sự đóng góp rất lớn của các đơn vị thuộc trường, đặc biệt là các đơn vị chuyên môn, và đó là khoa pháp luật kinh tế. Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xu hướng tất yếu trong thời kỳ cách mạng số 4.0, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế đang đặt ra cho khoa những nhiệm vụ mới rất vinh quang nhưng cũng rất nặng nề. Tiếp nối những thành công của thế hệ đi trước, tập thể giảng viên, sinh viên của khoa pháp luật kinh tế trường Đại học Luật Hà Nội đang tiếp tục là những người tiếp nối bề dày truyền thống tự hào của khoa, là những người giữ lửa, nâng cao chất lượng dạy và học, nghiên cứu khoa học với phương châm kết sức mạnh, nối thành công nhằm tạo nên giá trị và thương hiệu đào tạo luật của trường Đại học Luật Hà Nội nói chung và khoa pháp luật kinh tế nói riêng. Tôi thêm yêu Hà Nội vì có mái trường của tôi. Thời gian cứ dần trôi nhưng mãi ghi vào ký ức. 45 năm qua, các thế hệ giảng viên kế thừa những giá trị truyền thống mà thế hệ trước đã dày công vun đắp, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao bằng cả tâm huyết, trách nhiệm trong người của mình. Nhiều giảng viên của khoa là các nhà giáo, nhà khoa học có uy tín đã được công nhận các danh hiệu cao quý như nhà giáo ưu tú, nhà giáo tiêu biểu, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp của Bộ Tư pháp, kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục đào tạo. Nhiều nhà giáo trưởng thành từ khoa pháp luật kinh tế đã và đang giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, tiếp tục có những đóng góp hiệu quả cho quá trình phát triển của đất nước trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hội nhập quốc tế. Với bề dày thành tích, khoa pháp luật kinh tế đã được các bộ ban ngành trung ương và địa phương tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen và các phần thưởng cao quý khác. Trong đó, nhân kỷ niệm 45 năm thành lập, khoa pháp luật kinh tế vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tập thể các thầy, cô giáo, cùng đội ngũ viên chức, người lao động và người học của khoa đã đạt được nhiều thành tích. Qua đó có phần xây dựng khoa, xây dựng trường Đại học Hà Nội ngày càng phát triển để thực hiện thành công sứ mạng, tầm nhìn xây dựng trường ta trở thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật. Thì tôi rất mong muốn mỗi thầy giáo, cô giáo, viên chức, người lao động của khoa luôn là tấm gương sáng, tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của khoa và của trường, đặc biệt là nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Năm tháng qua đi, trên dòng đời tấp nập, những người lái đò qua sông vẫn thầm lặng đưa từng chuyến đò cập bến, nâng bước cho bao thế hệ học trò. 45 năm gắn với quá trình xây dựng trưởng thành của Đại học Luật Hà Nội, các thế hệ thầy và trò của khoa pháp luật kinh tế đã vượt qua nhiều khó khăn, vượt lên chính mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với một quá khứ huy hoàng và một tương lai bừng sáng, khoa pháp luật kinh tế quyết tâm phấn đấu hơn nữa để trở thành khoa tiên phong của trường Đại học Luật Hà Nội, trường trọng điểm cả nước về đào tạo, nghiên cứu và truyền bá pháp luật.